2K6 xuất phát sớm, đừng quên like và share video để nhận bộ tài liệu tác giả tác phẩm miễn phí nhé. Xin chào tất cả các bạn, chị là Minh Hiên đây và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các em ở trong bài học này. Buổi học tiếp theo của khóa học kiến thức nền qua video. Và ngày hôm nay chị em mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về một thi phẩm các bạn nhé. Thật ra thì đây chỉ là một cái trích đoạn trích trong trường ca Mặt đường khát vọng thôi, nhưng chị tin chắc rằng đây sẽ là một trong những cái phần văn bản mà các bạn sẽ vô cùng vô cùng ấn tượng đấy Nếu như các bạn vẫn còn nhớ thì nhà văn người Nga Elila Erembua đã từng viết ở trong tác phẩm của mình có câu như thế này Lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu những thứ tầm thường nhất Yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông Yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh và chính những tình yêu giản đơn như thế đã tạo thành một tình yêu vô cùng lớn lao mà chắc hẳn chúng ta đều biết đó chính là tình yêu dành cho quê hương đất nước và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về một trong số những cái tác phẩm về một trong số những trích đoạn trích trong trường ca mặt đường khát vọng nói rất rõ về thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng này được không ạ đó chính là trích đoạn đất nước các bạn ơi đất nước một cái cụm từ rất là gần gũi thân quen với chúng mình đúng không có thể là các bạn đã nghe tới cái cụm từ này rất là nhiều lần rồi đấy thế nhưng đã bao giờ các bạn tự đặt ra câu hỏi cho chính mình rằng là đất nước là gì nhỏ đất nước có từ bao giờ thế hay đất nước là của ai đất nước do ai tạo nên có lẽ là các bạn chưa bao giờ tự đặt ra những cái câu hỏi đó đâu đúng không nào Thế nhưng mà ngày hôm nay cái cách đặt vấn đề của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm chính là như vậy Đây chính là một trong những cái cách đi triết tự, đi lý giải về căn nguyên, cội nguồn của đất nước Và chị hy vọng rằng là với cái việc chúng mình cùng tìm hiểu về trích đoạn đất nước Trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thì phần có thể giúp cho các em thắp lên được cho mình một cái tình yêu lớn lao đó là tình yêu dành cho quê hương cho tổ quốc mình cho dài đất hình chữ s cho vùng biển hoàng sa và trường sa thân yêu của chúng ta đúng không ạ rồi hy vọng là như thế các bạn nhé và bây giờ thì chị em mình sẽ cùng với nhau quay trở lại trước tiên phần đầu tiên Đương nhiên rồi chúng mình sẽ phải đi tìm hiểu về phần thông tin chung trước Một la mã tìm hiểu chung Và chúng mình sẽ có tìm hiểu về tác giả trước Ở đây chúng mình có tác giả Nguyễn Khoa Điềm Các bạn thân mến, các em có những cái thông tin gì về tác giả Nguyễn Khoa Điềm rồi ạ? Các bạn đã từng nghe gì về tác giả Nguyễn Khoa Điềm rồi? à nào các bạn ơi chị tin chắc là bây giờ thì các em cũng đã tập trung được rồi qua cái phần mà chị giới thiệu cùng với các bạn đúng không thì bây giờ các bạn cũng đã tập trung được ở đây rồi chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu trên hai cái phương diện vẫn thường tìm hiểu thôi đó chính là về cuộc đời và đó chính là về sự nghiệp văn học thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về cuộc đời trước các bạn nhé được không nào chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về cuộc đời trước chúng ta thấy rằng là nguyễn khoa điểm đây là tên thật của tác giả này rồi Không có, đây không phải là bút danh mà đây là tên thật rồi Đồng ý ông ạ? À? Sinh ra tại thôn ưu điểm xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Vậy là chúng ta thấy rằng quê của ông là ở đâu nhở? Là ở Thừa Thiên Huế Chị đã nói rồi, khi mà nói về tố hữu ấy Thì cũng chị cũng đã nói với các bạn rồi Đó chính là cái mảnh đất, ở đấy Thừa Thiên Hữu đây này <laughs> thừa thiên huế chị đã nói với các bạn rồi đó chính là cái mảnh đất thừa thiên huế này ấy chính là cái nôi cho rất là nhiều những cái người nghệ sĩ tài năng sau này được không ạ và nói về gia đình của nguyễn khoa điểm thì thân sinh của ông là nhà báo hải triều thuộc dòng dõi quan nội tán nguyễn khoa đăng gốc an dương tỉnh hải dương cũ nay là hải phòng Quê quán thì ở làng An Cự, xã Thủy An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Được chưa ạ? Lưu ý giúp chị nhá. Tức là cha của ông là một nhà báo, được chưa ạ? Cha là nhà báo Hải Triều. Cha là nhà báo Hải Triều, được không ạ? Tiếp tục nhá. Từ thuở nhỏ thì Nguyễn Khoa Điềm học ở quê Đến năm 1955 thì ông ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam và ông đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964 cùng lứa với cả Phạm Tiến Duật với Lê Anh Xuân. Các bạn cũng biết rằng là kể cả Phạm Tiến Duật hay là Lê Anh Xuân thì đều là hai cái nhà thơ rất là tiêu biểu của thơ ca kháng chiến, đặc biệt là trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đúng không? Không có kính không phải vì xe không có kính. Bong giật bong rung kính vỡ đi rồi, ung dung buồn lái ta ngồi nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng, nhìn thấy gió vào xoa mắt nắng thấy con đường chạy thẳng vào tim thấy sao trời và đột ngột cánh chim như xa như ùa và buồng lái nhớ không ạ rồi thì nói chung là đây là những cái nhà thơ thuộc thế hệ nhà thơ trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ được chưa có nghĩa là đây ạ đến năm 1955 thì ông ra bác học ra bác học được không ạ và sau đó đến năm 1964 thì ông đã tốt nghiệp đại học sư phạm hà nội nhá tốt nghiệp ông đã tốt nghiệp đại học sư phạm hà nội được không nào ông đã tốt nghiệp đại học sư phạm hà nội đồng ý chưa ạ rồi à sau đó thì ông đã vào miền nam hoạt động trong các phong trào học sinh sinh viên huế tham gia quân đội xây dựng cơ sở ở mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Và song song với cái đó thì ông cũng vừa làm báo và vừa viết thơ nữa. Cho đến năm 1975 thì Nguyễn Khoa Điềm đã từng bị giam tại nhà lao thừa phủ. Đến chiến dịch mậu thân năm 1968 thì ông đã được giải thoát và tiếp tục trở lại hoạt động. Vào thời điểm này ấy, thì Nguyễn Khoa Điềm mới bắt đầu làm thơ. Lưu ý giúp chị nhé đến thời điểm này thì Nguyễn Khoa Điềm mới bắt đầu làm thơ và sau đó thì Nguyễn Khoa Điềm đã trở thành hội viên của Hội Nhà Văn Việt Nam vào năm 1975. Đến sau 1975 thì ông tham gia công tác thanh niên cộng sản. À, ông từng giữ những chức vụ quan trọng ví dụ như là Chủ tịch Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế này và ông cũng có mặt trong Ban chấp hành Hội Nhà Văn Việt Nam khóa 3 được không ạ? đến năm 1994 thì Nguyễn Khoa Điểm ra Hà Nội và ông đã từng làm thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Đến năm 1995 thì ông được bầu làm tổng thư ký hội nhà văn Việt Nam khóa 5. Được không nào? Và chúng ta thấy rằng là nhà thơ này ở thời điểm hiện tại ấy thì đã nghỉ hưu và đang sống ở thành phố Huế. Được không ạ? À? Nhá. Đã nghỉ hưu và đang sống ở thành phố Huế. Được chưa nào? Đồng ý với chị không ạ? À? Nhá. Lưu ý là như vậy. Chúng ta có thể thấy là đấy là về cái cuộc đời của tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Đồng ý chưa? Nhá. Và thêm một cái ý nữa khi mà tìm hiểu về cái tác giả này, chị nghĩ rằng là chúng mình sẽ luôn luôn quan tâm đó chính là về cái sự nghiệp văn học của tác giả này. Đúng chưa ạ? Sự nghiệp văn học thì đương nhiên chúng mình sẽ quan tâm tới những cái vấn đề như chị đã nói về đề tài thường viết này, về phong cách nghệ thuật này, về những cái tác phẩm tiêu biểu này. Đồng ý chưa? Nhá. Thì ở đây các bạn ơi, à, có một cái vấn đề như thế này. Đó là trước đây không biết là các bạn đã bao giờ nghe tới những cái tác phẩm khác của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm chưa? Bởi vì Nguyễn Khoa Điềm thì có nhiều bài thơ hay lắm luôn ấy. Nhưng mà chị thì chị nghĩ rằng là có thể là các bạn không tức là các em chưa bao giờ nghe đến những cái bài thơ đấy. À, có một cái bài thơ mà ngày trước hồi cấp 2 chúng mình có được học. Mang cái tựa đề là khúc hát du những em bé lớn trên lưng mẹ các bạn có biết không à quen thuộc đúng không em cu tai ngủ trên lưng mẹ ơi em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng mồ hôi mẹ rơi má em nóng hồi vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối lưng đưa nôi và tim hát thành lời Ngủ ngoan A à Cây ơi, ngủ ngoan A à Cây hỡi, mẹ thương A à Cây, mẹ thương bồ đội, con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần, mai sau con lớn vung chảy lún sân. Biết bài thơ đấy không ạ? Rất là nổi tiếng đúng không? Bài đấy mà không biết thì thì chị cũng chịu đấy. Hay là các em có biết bài thơ tuổi trẻ không yên của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm không? Đây cũng là một trong số những bài thơ rất hay của tác giả này đấy. Chúng ta lớn lên những năm tháng không bình yên Dẫu em vẫn màu áo trắng yêu tin Đi trên đường 18 tuổi Dẫu anh đi quen Con đường kẽm gai quần quại quần quại Dẫu thành phố hoàng hôn Trung thu không hai mươi ngôi chùa thong thả Những bầu trời ta ở Nóc nhà thờ cứu thế như một lời xin Lòng ta không bình yên Lòng ta vẫn, lòng ta vẫn, vẫn đầy khắc khoải Đấy là những cái vần thơ mà rất là quen thuộc mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã viết ở trong những cái bài thơ của mình Hay là một có một cái bài thơ mà khi mà chúng ta tìm hiểu về chùm đề tài tình mẫu tử ấy Thì các bạn cũng sẽ thấy đây là một trong số những cái bài thơ rất hay được nhắc đến Đó là bài thơ Mẹ và Quả Những mùa quả mẹ tôi hái được, mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng Những mùa quả lặn rồi lại mọc, như mặt trời khi như mặt trăng Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên Còn những bí và bầu thì lớn xuống Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn Giỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi Các bạn ơi, đấy đều là những cái bài thơ rất là quen thuộc Của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm Mà chị tin chắc rằng là các bạn cũng đã đều từng nghe tới rồi Còn nếu như mà chưa nghe tới ấy, Thì chị cũng rất hy vọng một điều là các em có thể chủ động Chủ động ở đây là chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu thêm các cái bài thơ khác của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm để chúng ta có thêm cái phần ngữ liệu cho chúng mình viết và chúng mình cũng yêu thêm những cái vần thơ đó nữa. Đồng ý không nào? Nhá, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu nhá. Chúng ta sẽ thấy rằng là xét về sự nghiệp văn học của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm ấy thì đây là một trong số những nhà thơ trưởng thành trong gì ạ? Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thể loại sở trường của tác giả này đó là trường ca. Đề tài thường viết là về đất nước và con người Việt Nam. Và phong cách thơ của người nghệ sĩ này thì mang trong mình cái sự tài hoa uyên bác truyền thống trang trọng chữ tình, mang đậm cái tính chính luận và triết luận. Đồng ý không ạ? Lưu ý giúp chị nhé. Trước tiên, đây là một nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ý số 1. Đây là nhà thơ trưởng thành được không trong cuộc kháng chiến chống mỹ đồng ý không nào ý thứ nhất là nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước được không ạ thể loại sở trường thể loại sở trường đó là trường ca được không ạ? Ý tiếp theo, đề tài thường viết đó là Đề tài rất là đa dạng nhé Nhưng mà thường viết nhất là về đất nước Và con người Việt Nam Đồng ý không ạ? Và tiếp tục chúng ta thấy rằng Phong cách thơ của người nghệ sĩ này Phong cách thơ Đó là cái sự kết hợp Gì nhỉ? À giữa cái tài hoa Uyên bác Đồng ý không ạ? À? Trang trọng Tài hoa Uyên bác Trang trọng Chữ tình Và cũng đậm tính chính luận Chiết luận Đồng ý không nào? Thì hãy nhớ lưu ý giúp chị nhá Cái phần này cũng có thể hỗ trợ cho các bạn rất là đắc lực đấy nhá Chúng ta thấy rằng là những cái trang thơ của Nguyễn Khoa Điềm ấy Luôn luôn có cái sức hấp dẫn đối với bạn đọc Bởi cái sự tài hoa uyên bác Vừa đĩnh đạc truyền thống này Vừa hiện đại, vừa trang trọng, vừa trữ tình và luôn có sự kết hợp hài hòa giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng, giữa cái chất chính luận, triết luận và những cái cảm xúc mãnh liệt của con tim. Trong gần 10 năm của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cũng đã có rất là nhiều những bài thơ và nhà thơ ghi được dấu ấn của mình trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Để rồi chúng ta thấy rằng bên cạnh một phạm tiến duật sôi nổi trẻ trung phong trần với một cái lối thơ lấm bụi trường sơn đầy chất phong xương bên cạnh đó là một nguyễn du mộc mạc chân chất mà vẫn đằm thắm ngọt ngào những cái âm điệu lục bát ca sao vọng về thì chúng mình lại có ở đây là một nguyễn khoa điểm vừa tài hoa uyên bác này vừa truyền thống vừa hiện đại không ồn ào tinh nghịch hay lãng đãng bất chợt đâu thơ của nguyễn khoa điềm chín ở trong cả cảm xúc và trong cả suy tư nữa bởi vì chúng ta thấy rằng vốn văn hóa của người trí thức sự trải nghiệm của người lính và cái sự mẫn cảm của một nhà thơ đã làm nên một nguyễn khoa điềm vừa đĩnh đạc này vừa nghiêm cẩn trang trọng nhưng mà cũng rất đỗi tinh tế đồng ý không ạ các em sẽ lưu ý giúp chị nhé được không các bạn sẽ lưu ý giúp chị nhé thì đấy là một số những cái thông tin về tác giả Nguyễn Khoa Điềm về cuộc đời cũng như là về sự nghiệp văn học được không ạ? Các bạn chị hy vọng rằng là với cái phần chia sẻ này ấy thì các bạn cũng có thể hiểu thêm về tác giả này nhá, được không ạ? À, chúng ta thấy rằng là để nói về những cái tác phẩm mà Nguyễn Khoa Điềm đã từng viết và để lại dấu ấn ở trong lòng bạn đọc ấy thì chúng ta có thể thấy là tác giả này là một trong số những cái tác giả có rất là nhiều những cái tác phẩm ở trong chương trình mà chúng ta học đúng không? Hồi cấp 2 thì là những em bé lớn trên lưng mẹ Đến lên cấp 3 thì là trích đoạn đất nước Trích trong trường ca mặt đường khát vọng Chính là cái bài mà chúng ta đang tìm hiểu đây Ngoài ra nhé Một số những cái tác phẩm tiêu biểu khác của Nguyễn Khoa Điềm Chúng ta có thể nhắc đến Ví dụ như là Cửa Thép Là tập ký vào năm 1972 Đất ngoại ô là một cái tập thơ của ông vào năm 1973 này à, Mặt đường khát vọng trường ca được không ạ? À? Năm 1974 Ngôi nhà có ngọn lửa ấm là tập thơ vào năm 1986 Thơ Nguyễn Khoa Điểm tập thơ vào năm 1990 Và Cõi Lạng tập thơ vào năm 2007 Đối với bản thân Nguyễn Khoa Điểm ấy Thì bao giờ người đọc cũng sẽ tìm thấy được cái sự nghiêm túc Trong cái việc hoạt động nghệ thuật của ông bởi vì tác giả này là một cái người <laughs> Ui. Chị rất xin lỗi các bạn nhá Các em thấy không? Thỉnh thoảng là Cũng có lỗi kỹ thuật như vậy đấy <laughs> Rất xin lỗi các em <laughs> Các bạn ngay lập tức quay trở lại cái sự tập trung nhá Có thể là cái hát xì của chị vừa rồi ấy. Sẽ là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh Cho những bạn nào đang học và buồn ngủ đấy nhá Cảnh tỉnh cho những đứa nào đang học và buồn ngủ đấy Nên là đấy Nhìn cuộc sống theo phương diện nào thôi đúng không? Quay trở lại đây, chị đang nhắc đến ở đây, đó là chị đang nói với các em, là Nguyễn Khoa Điểm là một cái người lao động nghệ thuật rất là nghiêm túc và ông luôn khắt khe với những cái tác phẩm của chính mình. Bởi vì là chính vì cái điều là hoạt động nghiêm túc như thế, thế nên thơ của ông luôn được định hình theo một phong cách riêng, một cái nét riêng và hầu hết những cái tác phẩm mà ông sáng tác đều viết về tình yêu quê hương đất nước về con người việt nam đã nói rồi nhá tinh thần dân tộc mặc dù có thể thấy viết về đất nước không có thiếu gì các tác giả viết về đất nước cả nói thật là như vậy không thiếu đâu ạ à. nhá không thiếu đâu thế nhưng mà với cái cách nhìn sáng tạo mới mẻ cùng với cái tâm hồn cao đẹp thì đã giúp cho những tác phẩm của ông luôn tạo được dấu ấn trong lòng người đọc ông đã được trao tặng nhiều giải thưởng về văn học nghệ thuật và đặc biệt đó là giải thưởng hội nhà văn việt nam với tập thơ ngôi nhà có ngọn lửa ấm và giải thưởng văn học nghệ thuật cố đô giải b với tập thơ cõi lặng được không ạ có thể thấy rằng hơn nửa đời người rồi cống hiến cho cách mạng cho văn học nước nhà thì hiện tại ông đã đang nghỉ hưu và sống tại quê hương của mình tuy sự nghiệp chính trị đã kết thúc nhưng con đường thơ ca của ông vẫn còn tỏa sáng hàng ngày thì ông vẫn giữ thói quen làm thơ đọc sách, tham gia những cái buổi tọa đàm cũng như là những cái sự kiện văn học. Được không ạ? Và đó là một trong những nhà thơ là một trong những cái tác giả vô cùng tiêu biểu. Các em nhá, hãy lưu ý giúp cho chị, được không nào? Hãy lưu ý giúp cho chị. Đấy là về tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Các bạn sẽ cố gắng tìm hiểu thêm nhá. Được không? Em sẽ cố gắng tìm hiểu thêm nhá Được không nào Lưu ý giúp chị là như thế Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau chuyển sang thông tin tiếp theo Đó là chúng ta chuyển sang phần hai nhỏ tác phẩm Đương nhiên cái phần chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu đó là về hoàn cảnh sáng tác Nhá Chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác à, Các bạn ơi Cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia Năm 2020 và cụ thể là trong một số năm khác thì trích đoạn đất nước cũng đã ra vào được ra vào rồi, được không ạ? Tức là được cho ở trong đề thi rồi. Thì có một cái tờ báo đã làm một cái cuộc phỏng vấn với cả tác giả Nguyễn Khoa Điềm nhá. Có một cái tờ báo đó là báo tuổi trẻ.vn nhá, đã làm một cái bài phỏng vấn với ông ấy và chị rất là muốn có thể chia sẻ với các bạn về cái bài phỏng vấn này. Được không nào? bởi vì chị nghĩ nó cần thiết không có cái gì nó chân thực bằng việc là chúng mình được nghe tác giả đó trực tiếp nói về tác phẩm của mình đúng không nào thì đây như sau ạ các bạn ơi như thế này ông ấy chia sẻ nhé lúc tôi viết bài thơ này tôi là một thanh niên mới trưởng thành tôi đã viết bài thơ với tất cả ý nghĩ của tôi về đất nước như vậy đó tôi nói ngôn ngữ của thế hệ thanh niên nên có thể cho đến giờ vẫn phù hợp với tâm tư của nhiều học sinh Khi tôi viết ra những trang của vần thơ đó Tôi cũng cùng thế hệ với các em thôi mà Được chưa ạ? Tức là gì ạ? À? Cùng thế hệ với những bạn mà bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia ấy Đồng ý không? Nhá, yeah, tiếp tục này Câu hỏi thứ hai Suy tư về đất nước của ông hiện nay so với trước như thế nào? Bài thơ là cảm xúc rất riêng tư của tôi trong đó, tôi đã chia sẻ rất giản dị đất nước là nơi anh đến trường. Tôi vẫn nghĩ hồi đó tôi nói liều kiểu tuổi trẻ. Bây giờ người ta không nói như vậy đâu, nhưng đó là cách nói tuổi trẻ của mình, nếu mình có gì sai sót thì người ta sẽ hiểu cho. Giờ mình già rồi, mình chẳng nói như vậy nữa. Giờ tuổi này tôi khó có thể viết được những phần thơ như thế, nhưng suy nghĩ về đất nước của tôi vẫn vậy. Đất nước là của nhân dân, chứ không phải của các triều đại, của các ông vua. Nhân dân xây dựng nên đất nước, đất nước là của nhân dân nên phải chăm lo cho nhân dân. Trước nay tôi vẫn nghĩ như vậy. Câu hỏi tiếp theo, ông nghĩ gì về lòng yêu nước của giới trẻ hiện nay và làm thế nào để vun đắp lòng yêu nước trong giới trẻ? Hãy để người trẻ hồn nhiên và hiểu về đất nước như họ nghĩ khi họ được lựa chọn như vậy họ sẽ có trách nhiệm về những điều họ nhận thức và suy nghĩ và có trách nhiệm lâu dài với đất nước của họ thôi đó là một cái lỗi của chúng ta khi nhiều năm qua đã khuôn sáo hóa cách thức tuyên truyền dẫn đến một số người rơi vào con đường mòn tư duy tình yêu nước nói như nhà thơ nhà văn elila erembur thì đó là tình yêu là yêu những thứ vật tầm thường nhất Yêu cái cây trồng ở trước nhà Yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông Được không ạ? Thì đấy là những cái lời chia sẻ rất là ngắn gọn Của tác giả Nguyễn Khoa Điềm Về cái trích đoạn đất nước nói riêng Và về cái trường ca mặt đường khát vọng nói chung Để các bạn hiểu hơn nhá Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này Hoàn cảnh sáng tác như sau Đây ạ Nói về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này thì các bạn có thể thấy là Trích đoạn Đất nước trích trong trường ca Mặt đường khát vọng được sáng tác vào năm 1971. Được không ạ? À? Được sáng tác vào năm 1971 khi mà cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn ác liệt. Cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào Cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn ác liệt. Được không ạ? Được không ạ? À năm 1971 là cái thời điểm mà cuộc kháng chiến đang bước vào cái giai đoạn vô cùng ác liệt. Đó là cái giai đoạn mà sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phởi dậy tương lai. Thì ở đây chúng ta thấy rằng từ chiến trường bình trị thiên khói lửa Hòa chung với không khí của phong trào đấu tranh sôi nổi, tiêu biểu là phong trào xuống đường biểu tình của học sinh sinh viên thì Nguyễn Khoa Điềm đã sáng tác trường ca mặt đường khát vọng, giống như là góp thêm một cái tiếng thơ hay về đề tài đất nước để lay động và thức tỉnh cái ý thức, trách nhiệm của mỗi con người, được không nào? Lưu ý giúp chị nhé. Đây là cái thời điểm mà phong trào đấu tranh sôi nổi phong trào đấu tranh sôi nổi tiêu biểu là đấu tranh xuống đường của học sinh, sinh sinh viên tiêu biểu là phong trào xuống đường của học sinh sinh viên và hòa chung với không khí đó thì từ chiến trường bình trị thiên khói lửa từ chiến trường bình trị thiên khói lửa thì nguyễn khoa điểm đã sáng tác trường ca mặt đường khát vọng sáng tác trường ca mặt đường khát vọng được không nào đã sáng tác trường ca mặt đường khát vọng và cái trích đoạn đất nước này chính là chương thứ năm ở trong trường ca mặt đường khát vọng. Trường ca mặt đường khát vọng thì uh, bao gồm có 9 chương cơ. Các bạn nhá. Tác phẩm này thì bao gồm có 9 chương cơ. Mỗi chương thì lại mang một cái nội dung khác nhau. Chúng ta sẽ có một chút về trường ca mặt đường khát vọng như sau nhá. Đấy là chương 1 chúng ta có là lời chào. Chương 1 là lời chào. Được không ạ? À? Chương 2 là báo động. Chương 2 là báo động. Chương 3 là giặc Mỹ. Được không? Chương 4 Chương 4 là tuổi trẻ không yên. Chương 4 là tuổi trẻ không yên. Chương 5 là đất nước. Đây chương chúng ta học đây. Nhá. Chương 6 là áo trắng mặt đường. Được không ạ? Chương 6 là áo trắng mặt đường. Chương 7 là xuống đường. Chương 7 là xuống đường. Chương 8 là khoảng lớn âm vang. Khoảng lớn âm vang. Chương 9 là bảo bão. Chương 9 là bảo bão. Đây là 9 chương nằm trong trường ca mặt đường khát vọng. Là một trong số những cái tác phẩm cực kỳ là tiêu biểu của Nguyễn Khoa Điểm. Hết sức lưu ý giúp cho chị nhé. Được không nào? Thì cái chương chúng mình đang học ở đây chính là chương 5. Trích trong trường ca gì ạ? À? à chương 5 đất nước có tên gọi là đất nước, một cái tên gọi rất là gần gũi. Để tìm hiểu rõ hơn về cái trích đoạn đất nước thì chúng ta sẽ có một cái tư liệu mà Nguyễn Khoa Điềm đã viết như thế này các bạn ạ. Nhá, Nguyễn Khoa Điềm ông ấy có viết một cái tư liệu như thế này. Ông ấy đã chia sẻ về cái trích đoạn đất nước của ông ấy như thế này. Bởi vì thực sự là khi mà ông ấy viết xong cái trích đoạn này thì bản thân ông ấy cũng cảm thấy kiểu cực kỳ xúc động ấy. Thế nên ông này ông ấy đã viết như sau. Đầu năm 1971. Phong trào học sinh sinh viên trong các đô thị miền Nam rất sôi nổi. Tinh thần yêu nước cháy bùng ở khắp nơi. Tôi công tác trong thành ủy Huế ở trên rừng, phụ trách phong trào học sinh sinh viên Huế đột nhiên đột nhiên có giấy mời của cơ quan văn nghệ khu trị thiên tham dự hội trại sáng tác tôi anh nguyễn quang hà anh nguyễn đắc xuân đi mất ba ngày lên phía tây huế vượt a lưới sang đất lào dự trại tôi không chuẩn bị gì trước nhưng trại mở những một tháng không lẽ lại không viết gì tôi quyết định phải viết một cái gì dài hơi lúc đó nhiều nhà thơ đã viết trường ca ở miền Nam, trường ca bài ca chim cho lao của anh Thu Bồn đang rất nổi tiếng Và được thanh niên đô thị thuộc rất nhiều Tôi lựa chọn viết trường ca, cấu, thứ, cấu tứ theo từng mảng Như thế vừa dễ triển khai cảm xúc, vừa dễ sử dụng chất liệu Thời ấy, là sinh viên miền Bắc vào Tôi rất thích nhạc giao hưởng Đặc biệt là kết cấu giao hưởng có nhiều giọng điệu Có đoạn đầm thắm nhẹ nhàng có đoạn suy tư có đoạn cao trào gai gắt sôi nổi tôi nghĩ sẽ viết một bản giao hưởng bằng ngôn ngữ thế là tôi bắt tay vào viết trong các chương chương cuối cùng có tựa đề là mùa thu tự trường là tôi thích nhất đó là chương được viết theo thể thơ năm chữ giai điệu êm dịu hình ảnh đẹp nói về những người trẻ tuổi sau khi đấu tranh giành thắng lợi trở lại mái trường nhưng khi bản thảo tập hợp lại nhiều anh em góp ý rằng phần này mềm yếu quá nên tôi đã thay bằng chương khác. Về sau, chương này bị thất lạc do bom đạn, nên tôi rất tiếc. Mà đường khát vọng được kết cấu theo từng mảng. Mảng này khơi gợi, dẫn dắt cho mảng kia, tạo thành một trình thể tác phẩm trong một trường ca cảm xúc. Nhưng từng mảng lại đi sâu vào một vấn đề tư tưởng, do đó nó cũng có tính chọn vẹn riêng. Chương 5, chương đất nước là một chương lớn. Tôi viết chương này trong những ngày mưa triền miên sau Tết. Đó là thời kỳ máy bay Mỹ đánh phá dữ dội. B-52 dội bom liên tục, làm cho mọi thứ tối tăm mù mịt. Chúng tôi ngồi trong hầm và viết. Cảm xúc được cộng hưởng bởi tiếng bom nổ, bởi, bởi khói bom và mưa rừng. Có khi viết xong, một trận bom lại làm cho bàn thảo bay lung tung. Lượm lại trang còn trang mất, lại ngồi viết tiếp. Tôi viết rất nhanh, như cảm xúc đã dồn tụ lại một cách mãnh liệt, giờ chỉ việc tuôn chảy ra thôi. Tôi viết về những điều giản dị của chính tôi, về tuổi trẻ và các bạn bè đang tranh đấu ở trong thành phố. Nên nhân vật của tôi là anh và em. Đó là lời đầm thắm của một người con trai nói với một người con gái. Chúng tôi, mỗi người có một số phận khác nhau, nhưng đều gắn kết trong một số phận chung là số phận đất nước đất nước với các nhà thơ khác là của những huyền thoại của những anh hùng nhưng với tôi là của những con người vô danh của nhân dân đất nước là một giá trị lâu bền vĩnh hằng đất nước được tạo dựng được bồi đắp qua nhiều thế hệ được truyền từ đời này sang đời khác cho nên khi ta lớn lên đất nước đã có rồi đất nước vừa là một ý niệm thiêng liêng vừa là hiện hữu là một hiện hữu cụ thể rõ ràng thân thuộc Tôi cố gắng thể hiện một hình ảnh đất nước giản dị gần gũi nhất. Đó là cách để đi vào lòng người mà không lặp lại người khác. Vì trước tôi cũng như bây giờ, có rất nhiều người đã viết rất hay về đất nước. Tôi nghĩ mỗi cá nhân sinh ra, ý niệm về đất nước đã được thấm đẫm qua mỗi gia đình, trong trường, à, qua thế giới tinh thần vật chất mà người đó sống. Đứa trẻ cảm nhận đất nước qua lời ru của mẹ, qua câu chuyện kể của bà, đất nước có trong những cái ngày sửa ngày xưa mẹ thường hay kể đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn đất nước gắn bó trong những vật thân thuộc cái kèo cái cột thành tên trong hạt gạo ăn hàng ngày một nắng hai xương say dã dần sàng ông bà cha mẹ là những thế hệ đi trước sẽ truyền ý niệm về đất nước cho con trẻ rồi đứa trẻ lớn lên trong những tình cảm ban đầu về gia đình tròm xóm về cánh đồng lũy tre thì tình yêu đất nước cũng đã bắt đầu ở đó rồi nghĩa là ý niệm về đất nước cũng sẽ hình thành với sự hình thành trong tâm hồn con người với năm tháng khi tâm hồn ta lớn lên ý niệm đất nước sẽ có thêm nhiều nét nghĩa mới thực ra đất nước là một từ được kép giữa hai yếu tố là đất và nước à, là hai yếu tố khởi nguyên của thế giới để tạo thành một khái niệm chỉ giang sơn tổ quốc đất nước gắn bó máu thịt với mỗi người rất cụ thể được không ạ thì ở đây á chị có để một cái bài viết trong phần tài liệu cho các bạn và đó là một cái phần phải nói là siêu đầy đủ luôn để các bạn có thể dựa vào cái đó các bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn về bài thơ này và biết cái cách viết biết cái cách triển khai bài thơ này giúp cho chị Hai K6 xuất phát sớm, đừng quên like và share video để nhận bộ tài liệu tác giả tác phẩm miễn phí nhé.